Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn thể thao được phát sóng hàng tuần trên laodong.vn. Và như chúng ta cũng đã biết thì một trong những câu chuyện nhận được rất nhiều sự chú ý trong những ngày vừa qua đó chính là câu chuyện mua vé để xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình trong vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Và trong Góc nhìn thể thao số 34 ngày hôm nay của chúng tôi thì đồng hành cùng Thùy Linh là nhà báo Đăng Huỳnh. Vâng, xin chào anh Đăng Huỳnh ạ. Xin chào Thùy Linh. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, và nhà báo Đăng Huỳnh hôm nay chỉ sẽ chia sẻ với chúng ta những trải nghiệm của anh trong quá trình mua vé để xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam vào tháng 11 sắp tới. Không thì Linh nhớ là trong lần trước đó khi mà bán vé online thì cái việc mua vé nó diễn ra khá là khó khăn khi bị nghẽn mạng hoặc là quá nhiều người truy cập một lúc. Vậy thì không biết trong lần mua vé online lần này thì trải nghiệm của anh Đăng Huỳnh có gì khác biệt không ạ? Trước tiên tôi phải nói rằng là cái số lượng mà vé được mở cửa đón khán giả là 12.000. Tuy nhiên thì cái số vé bán ra chỉ có 7.000 thôi, bởi vì 5.000 vé còn lại là dành cho đối tác của VFF cũng như là vé mời. Với 7.000 vé hiện tại thì như ghi nhận của chúng tôi trong buổi sáng nay cũng như là cái trải nghiệm mua vé của chúng tôi trong buổi sáng ngày 27 tháng 10 thì nó diễn ra một cách khá dễ dàng. Phải đến sau 20 phút thì cái mệnh giá vé cao nhất của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản mới hết. Trong khi đó trước đây chúng ta bán với số lượng full sân thì là vé những cái mệnh giá cao chỉ hết trong vòng 5 phút, thậm chí là nhanh hơn nữa sau khi mở những phiên bán đầu tiên. Đấy là một con số mà chúng ta đưa ra để chúng ta so sánh rằng cái lượng vé lần này tuy bán ra ít nhưng cái số lượng người mua không nhiều. Và rõ ràng ngày hôm nay thì tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác cũng đã sở hữu cho mình những tấm vé khá là dễ dàng. Vâng, đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Vậy thì không biết là tại sao mà lần này lại không tạo nên được một cơn sốt vé như những lần trước đây ạ? Thực tế thì khi đội tuyển Việt Nam vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì đã nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên thì như Thùy Linh biết đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên là ở cái trận đấu đầu tiên chúng ta thi đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 9 gặp đội tuyển Australia thì sân Mỹ Đình không được đón khán giả. Đến cái lần này thì chúng ta thấy là VFF cũng chỉ được mở cửa đón 30% số khán giả so với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi tại sân Mỹ Đình. Như vậy chúng ta dự kiến khoảng 12.000 người. Ngoài cái việc mà khán giả mua vé ra thì mỗi một khán giả khi mà vào sân Mỹ Đình thì phải tuân thủ những cái quy tắc khá là khắt khe của ban tổ chức. Ví dụ như là mỗi khán giả sẽ phải tiêm 2 liều vaccine và cái liều thứ hai đã phải đủ 14 ngày. Bên cạnh đó thì phải có giấy xét nghiệm COVID âm tính trong 72 giờ. Như vậy, những quy định như vậy thôi, bên cạnh đó thì là có một cái việc khai báo y tế. Chưa kể đến cái việc mà những khán giả mà từ các cái vùng miền khác, từ những cái địa phương khác đến Hà Nội thì sẽ phải tuân thủ những quy định của địa phương ra sao, thì đây cũng là một cái trở ngại khiến cho nhiều khán giả không thể vào sân Mỹ Đình theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu được. Bên cạnh đó thì như Linh cũng đã biết là cái giá vé lần này cũng khá là cao, cộng với cả những cái thủ tục liên quan thì rõ ràng nhiều cổ động viên có một cái tâm lý là e ngại là vào sân để trực tiếp cổ vũ đội tuyển. Bên cạnh đó thì chúng ta phải nhắc đến một cái yếu tố mà như tôi với Linh từng đặt ra một cái câu hỏi ở những số Góc nhìn thể thao lần trước, đó là sau cái chuỗi trận toàn thua thất bại của đội tuyển Việt Nam thì liệu khán giả còn mặn mà với là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hay không. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái cơn sốt vé đã không tạo ra trong thời gian qua thì cho thấy là cái sức hút của đội tuyển cũng như những yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan thì sẽ tạo ra một cái việc mà không có cái nhu cầu mua vé lớn như chúng ta đã dự đoán. Vâng, nhưng mà cá nhân tôi ấy, khi sáng nay lướt mạng xã hội thì tôi vẫn thấy có những tấm vé được bán ở chợ đen với mức giá khá là cao đấy ạ. Vậy thì không biết là điều này anh Đăng Huỳnh có thể lý giải thêm được không ạ? Trước khi chúng ta thực hiện chương trình này thì cũng đã dự đoán ra một cái gọi là hiện tượng vé chợ đen thì nó cũng không tránh khỏi. Cái câu chuyện vé chợ đen nó xuất hiện như mà Linh vừa bắt gặp trên mạng xã hội thì cũng là cái điều mà rất là bình thường thôi.
có cung thì ắt có cầu, và đặc biệt là với những cái khán giả có nhu cầu vào sân theo dõi thì tôi nghĩ rằng họ vẫn sẽ tìm đến những cái địa chỉ như vậy để họ sở hữu cho mình một tấm vé vào sân Mỹ Đình. Vâng, như anh Huỳnh vừa chia sẻ là thực sự là có những khán giả họ chỉ vào để trải nghiệm mua vé và họ không chắc chắn việc mà họ sẽ đến sân hay không ạ. Vậy thì không biết là theo anh Huỳnh thì cái việc mà thực sự cho đến giờ phút này khi mà VFF chưa thông báo là sẽ bán vé trực tiếp hay không thì đã có rất là nhiều sự mong chờ ở phía khán giả, nhưng cho đến bây giờ khi đã bán vé trực tiếp rồi thì lại có nhiều người lại cũng không mấy mặn mà. Thì không biết là theo anh thì cái nhiệt huyết ở khán giả với đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu sắp tới này thì có còn nhiều không? Rõ ràng chúng ta phải thấy rằng là cái việc mở cửa đón khán giả trực tiếp vào sân theo dõi đội tuyển Việt Nam đó là một cái nỗ lực rất là lớn từ phía VFF cũng như ban tổ chức khi mà được các cơ quan chức năng cho phép. Tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng là như vừa rồi thì cái việc mà khán giả họ không mặn mà đây, tôi cho rằng cũng không hẳn là vì cái yếu tố đơn thuần chỉ là thành tích của đội tuyển đâu, mà như chúng ta đã phân tích ban đầu là do rất nhiều yếu tố khác nhau. Đặc biệt là mới đây thì như trung vệ đội trưởng Quý Hoàng Phải của đội tuyển Việt Nam cũng đã chia sẻ rằng là anh muốn là thi đấu trên sân có khán giả, cũng đưa ra một cái lời kêu gọi là mọi người hãy ủng hộ đội tuyển và các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Việc được thi đấu trên sân có khán giả là một trong động lực lớn đối với thầy trò đội Hoàng Sơ. Tất nhiên rồi, chúng ta không thể phủ nhận được những cái vai trò của khán giả khi mà đá trên sân nhà. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh mà ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì với những khán giả đến sân thì tôi nghĩ rằng những ai có tình yêu với đội tuyển thì họ vẫn sẽ đến sân thôi. Như trước đây chúng ta đã từng thấy rằng khán giả có những người người ta cũng đi từ các cái địa phương xa xôi đến Hà Nội để xem đội tuyển, cũng khán giả bỏ rất nhiều tiền ra mua vé chợ đen để vào xem đội tuyển. Thực tế thì những khó khăn trước đây cũng có nhưng mà không, nhưng trong cái bối cảnh dịch Covid-19 này thì những yếu tố khách quan tác động lên khán giả rất là nhiều. Cho nên thì tôi nghĩ rằng là trong trận đấu sắp tới thì đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ đón được những khán giả nhiệt thành nhất, và đấy cũng sẽ là nguồn động lực để cho thầy trò huấn luyện Park Hang-seo có thể hướng đến những cái điểm số đầu tiên. Và tôi hy vọng rằng trên sân Mỹ Đình cũng sẽ chứng kiến được những sắc đỏ trên khán đài, và dù ít đi chăng nữa thì đấy cũng là một trong những cái nguồn khích lệ mà rõ ràng rất là đáng quý, đáng trân trọng. Vậy thì không biết là liệu rằng là với tình hình mà mua bán vé như hiện tại ấy, thì theo anh Đăng Huỳnh anh có thể dự đoán được là liệu cái ngày mà diễn ra trận đấu đó thì liệu sân Mỹ Đình sẽ có thể đón đủ hoặc là gần đủ với con số 12.000 không ạ? Thực tế thì cho đến giờ phút này thì vé của hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản cũng như đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út trên hệ thống đã được bán hết. Và với cái lượng vé đã bán hết như vậy thì chúng ta hy vọng rằng sân Mỹ Đình sẽ đón đủ 12.000 khán giả. Và nói gì thì nói, những cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên đó sức hút, và với những cái người mà sở hữu tấm vé vào sân thì tôi cho rằng đấy cũng là một trong những cái điều mà có thể nhiều người cũng không có được trong cái thời điểm mà rõ ràng mỗi tấm vé bây giờ có giá trị rất là lớn. Giá trị ở đây cả về mặt vật chất cũng như cả về mặt tinh thần. Thì tôi cho rằng là thầy trò huấn luyện Park Hang-seo vẫn sẽ nhận được những cái sự tiếp sức lớn từ người hâm mộ tại sân Mỹ Đình trong tháng 11 tới. Vâng, và cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là trong cái trận đấu sắp tới tại sân Mỹ Đình mà nếu có được sự cổ vũ của các khán giả sân nhà thì chắc chắn là sẽ là một động lực rất lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, phải không ạ? Vâng, rất là cảm ơn nhà báo Đăng Huỳnh đã dành thời gian để trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Hy vọng rằng những khán giả mà đã sở hữu trong tay tấm vé để xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình thì chúng ta hãy cùng đến và cổ vũ một cách nhiệt huyết nhất đối với những trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!